Bốn câu này là khẩu quyết của Cửu Âm Bạch Cốt Trảo mà năm đó Mai Siêu Phong cùng với Trần Huyền Phong không thể kiến giải, dẫn đến hai người này càng luyện thì càng dấn sâu vào ma đạo không có lối về. Nhưng Âu Dương Công Tử lúc này vẫn rất tự tin, cho dù thế nào mình cũng hơn tên tiểu tử này, trận này mình nhất định thắng chắc rồi. Hoàng Lão Tà người cũng như tên, trong đầu cũng có tính toán chứ không có ngồi không. Âu Dương Khắc dù chỉ cần có trí nhớ bằng 1/10 thê tử của mình, sau này hắn viết lại cho sư thúc của hắn thì sao? Lúc đó lão độc vật mà tu luyện võ công đại tăng thì e sẽ là đại họa, tốt nhất là ta nên chủ động phòng bị. Hoàng Dược Sư toan tính chỉ cho Quách Tĩnh và Âu Dương Khắc học thuộc chân kinh ở quyền hạ, nếu học thuộc cả quyền thượng e rằng thiên hạ sẽ đại loạn, huống hồ có một đoạn trong cuốn này là kỳ văn cổ quái rất khó học thuộc. Bản thân Hoàng Dược Sư cũng không thể lãnh ngộ ra nên ông ta tin chắc cháu của Âu Dương Phong cũng không cách nào kiến giải ra được. Bất ngờ Hoàng Dược Sư gấp quyển kinh thư lại rồi nói, đoạn văn tự cổ quái cuối cùng này rất khó thuộc nên các ngươi không cần phải đọc chi cho mệt, giờ ai xung phong trả bài trước đây? Tiểu bối xin đọc trước, sợ quên bài. Âu Dương Khắc giơ tay xung phong lên trước. Quách Tĩnh người sang bên cánh rừng kia nhặt lá không được nghe hắn đọc, Hoàng Dược Sư đuổi Quách Tĩnh ra xa để y không có cơ hội nghe lại lần nữa. Quách Tĩnh lập tức nghe theo, Hoàng Dung thấy vậy liền chạy theo Quách Tĩnh, trời ban cho ta cơ hội rồi, phải cũng Tĩnh ca ca trầu ngay cho kịp, nhưng bước chưa được đến cây thứ ba Hoàng Dược Sư đã triệu hồi cô ta lại, Dung Nhi con qua đây nghe hắn đọc kinh thư để sau không có trách ta đây thiên vị. Chà đâu có thiên vị đâu, chà đừng có nói như vậy trước mặt mọi người, con thật không có một chút quy tắc gì, nhất cử nhất động của Hoàng Dung đều bị Hoàng Lão Tà bắt bài nên cô ta tỏ ra ấm ức. Ấm ức thì phải tìm chỗ chốt ra nên cô ta quay sang chọc phá Âu Dương Khắc. Âu Dương huynh, ta đâu có gì tốt đẹp mà sao huynh lại thích chứ? Hám gái hơn tiền nên khi thấy Hoàng Dung chủ động bắt chuyện Âu Dương Khắc lập tức bị rơi vào trạng thái đu đưa. Huynh tạm thời đừng vội về Tây Vực, cứ ở lại đảo đào hoa này ăn chơi mấy ngày đã, ở Tây Vực lúc này đang rất lạnh có phải không? Ở Tây Vực những nơi lạnh lẽo có rất nhiều nhưng có một nơi gió mặt trời ấm áp rất giống Giang Nam, ta không tin, chắc là huynh đang gạt người thôi. Hoàng Dung diễn sâu tay cân cầm nắm khiến Âu Dương Khắc đơ người ra. Con ơi mau đọc lại kinh thư kẻo quên hết đi bây giờ. Âu Dương Phong thấy thằng cháu bị mê tình phong bế thì lập tức quát lên thức tình. Hồng Thất Công đứng bên thấy vậy thì khoái chí ra mặt. Ha ha, Dung Nhi con thật là lanh trí, cố ý phân tán sự tập trung của hắn. Âu Dương Khắc được thúc phụ thức tỉnh lập tức hất tay Hoàng Dung ra trở về với thực tại. Mình không thể quên được, mình có trí nhớ tốt hơn hắn kia mà. Thiên chi đạo, tổn hưởng sư nhi bộ bát túc. Âu Dương Khắc quả thực rất thông minh tài trí, anh ta đọc răm rắp không vấp không sai. Thị cố hư hướng thực, bất túc thắng hữu dư, quả nhiên Âu Dương Khắc đã đọc thuộc được rất nhiều, 10 phần thì đã nhớ và đọc ra hết tới 9 phần rồi. Hoàng Dược Sư thấy vậy cũng khá là tâm đắc, chỉ trong một thời gian ngắn mà bắt con phải nhọc công, đúng là đã làm khó cho con rồi. Thấy Âu Dương Khắc thông minh tài trí như vậy Hoàng Dung trong lòng ù rũ như tàu lá chuối khô, còn Hồng Thất Công thì lắc đầu ngao ngán thở dài. Tĩnh Nhi người có thể ra đây được rồi. Âu Dương Khắc vừa xong thì Hoàng Dược Sư cũng triệu hồi Quách Tĩnh lại. Thấy vẻ mặt đắc thắng của Âu Dương Khắc, Quách Tĩnh cũng phải thán phục, hắn ta thật là thông minh, chỉ mới đọc qua có một lần mà đã thuộc hết, mình thì chỉ có thể đọc được những lời mà Châu Đại Ca dạy thôi. Tiểu tử thối, bọn họ là đang cố ý đùa giỡn ngươi, các người thật là quá nhẫn tâm. Hồng Thất Công sau khi chứng kiến bản lĩnh của Âu Dương Khắc thì không còn một tia hy vọng nào, chỉ còn biết la làng cảm thán. Hoàng Dung cũng cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng nên cũng nghĩ quẩn liền có hành động bộc phát. Cô ta nước mắt lưng tròng bất thần lao lên trên nóc kiếm đỉnh, đặt chân xuống mái. Hoàng Dung thò tay vào bị rút ra một thanh đoàn kiếm uy hiếp cha mình. Cha, nếu cha bắt con lấy tên tiểu tử thối đó thì hôm nay con sẽ chết cho cha xem. Bỏ đoàn kiếm xuống đi con, có gì từ từ nói. Trong khi Hoàng Dược Sư hoảng hốt can ngăn thì Âu Dương Phong đã nhanh như cắt có hành động. Một đồng xu được ông ta phóng ra đánh bật đoàn kiếm trên tay của Hoàng Dung đi. Đồng thời Hoàng Dược Sư cũng như một cơn gió đã đến ngay bên cạnh của cô ta. Con không muốn lấy chồng thì vậy cũng tốt, con hãy ở bên cha cả đời vui vẻ trên đảo đào hoa này. Thấy cha mình xuống nước thì Dung Nhi lại được thể làm tới. Cha, cha không yêu con, cha không còn thương Dung Nhi nữa rồi. Hoàng Lão Tà tung hoành ngang dọc trốn giang hồ, giết người đoạt mạng không chớp mắt, là một đại ma đầu khét tiếng, nhưng lại bó tay trước đứa con gái ngỗ ngược này, kể ra cũng thật buồn cười. Đứa con gái này lẽ nào sẽ khiến hắn ta thay đổi ý định? Thôi thì ta cứ thắng bại với lão Khiếu Hóa và Quách Tĩnh trước đã, chuyện khác sau rồi sẽ tính tiếp. Thấy cảnh hoạt náo thì Hồng Thất Công tỏ ra thích chí, nhưng Âu Dương Phong thì hoàn toàn ngược lại. Tĩnh Nhi võ nghệ cao cường, nội lực thâm hậu, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Võ công đã thế thì việc học thuộc kinh thư cũng giỏi không kém đâu, mong tiểu huynh đệ hãy đọc qua một lần. Đúng vậy, Dung Nhi con đừng có pha nữa, nếu không tâm trí của Quách Tĩnh cũng là vì con mà bị nhiễu loạn. Hoàng Dung lúc này miệng đã há to nhưng cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ còn biết chờ đợi mà thôi. Tất cả các cặp mắt tại hiện trường đều đổ dồn về phía Quách Tĩnh đầy căng thẳng, hồ nghi, mong chờ, còn anh ta thì thủng thẳng bắt đầu cất tiếng đọc. Thiên chi đạo, tốn hữu dư nho bồ bát túc thị cố, lúc đầu Chu Bá Thông ép Quách Tĩnh phải học thuộc, Quách Tĩnh đánh vật cả trăm lần mới có thể học thuộc, nay lại được dợt lại một lần nên đọc rất trôi chảy, anh ta càng đọc lại càng lưu loát không vấp không thiếu một chữ nào. Chỉ mới qua hai trang mà chú cháu họ Âu đã như ngồi trên đống lửa kinh ngạc vô cùng, chỉ trong chốc lát đã đọc đến trang thứ tư mà không sai chữ nào. Người này trí tuệ quả không hề ngu ngốc, hắn ta vốn dĩ rất thông minh mà. Hoàng Dược Sư đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành nãy giờ thì lúc này cũng đã nhận ra giá trị của bao gạo. Cà cà ngốc của ta sao lại có thể học thuộc như vậy kìa. Hoàng Dung và Hồng Thất Công đều cùng nghi hoặc không hiểu, song sắc mặt thì lộ vẻ vui mừng vô cùng. Mà Kha Phá La, Kết Đê Cố La, Cấp Hồ Văn Bát, cơ thể Quách Tĩnh đọc vanh vách, anh ta lúc này không còn để ý đến những người xung quanh mà như đã nhập vào cổ văn. Tiểu tử này tuyệt đối không phải là người tài trí gì, mà hàng ơi là hàng, lẽ nào là nàng đã hiển linh cố ý chọn hắn ta làm con rể, nàng đã âm thầm nhập vào mà truyền kinh văn cho hắn đó sao? Hoàng Dược Sư lúc này chợt rơi vào trạng thái đồng sàng dị mộc, đổ vấy chuyện khó tin này sang cho người vợ quá cố của mình. Quách Tĩnh đọc luôn cả đoạn văn tự cổ quái khó hiểu ở cuối cuốn kinh thư đó một mạch, cuối cùng anh ta cũng đã đọc xong toàn bộ. Sự việc thật quá bất ngờ khiến những người có mặt nhất thời giáo giác nhìn nhau ngơ ngác. Quách Tĩnh ngửa cổ lên trời đọc một lèo Cửu Âm Chân Kinh, anh ta đọc lào lào như nước chảy mây trôi không sai một chữ nào trước sự kinh ngạc của những người chứng kiến. Tên tiểu tử này vốn rất tài trí, lẽ nào là cô ấy hiền linh đã chọn nó làm hiền tế nên đã ngầm truyền kinh văn cho nó. Tĩnh Nhi con giỏi lắm. Kết quả này nằm ngoài ý muốn của Hoàng Dược Sư, nhưng hai người Hồng Thất Công và Hoàng Dung thì vui như được mùa. Hoàng Dược Sư đang trầm ngâm thì chợt hai mắt quắc lên buông lời quát nạt. Cửu Âm Chân Kinh trong tay Mai Siêu Phong, người đã có một thời gian ở cùng với nó nên đã từng xem qua kinh thư này có đúng không? Đệ tử bị trảo kình của Mai tiền bối bắt giữ không thoát ra được, vốn chưa bao giờ được nhìn thấy chân kinh. Lúc đó Mai tiền bối chỉ muốn giết chết đệ tử để báo thù cho chồng của bà ta thì làm sao có thể để cho vãn bối thấy chân kinh cho được. Bị Hoàng Dược Sư chụp mũ, Quách Tĩnh cũng đánh đá cãi lại đôm đốp. Tên tiểu tử này tính tình thẳng thắn không thể là giả vờ. Hoàng Dược Sư xem xét lại một lượt thấy Quách Tĩnh đúng không phải là người xảo quyệt nên đã gật đầu, dù có chút miễn cưỡng nhưng Hoàng Dược Sư lúc này cũng đã lên tiếng. Thất huynh, Phong huynh, con rể đã được chọn xong, các huynh đệ cũng không cần phải nói nhiều nữa. Ta gả Dung Nhi cho con phải đối xử tốt với nó, Dung Nhi tính tình ngang bướng nên con phải nhường nhịn nó 3 phần. To be continued.